Vâng, chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu cho các bác đây, một tủ lạnh Mitsubishi 6 cánh 5 khoang riêng biệt. Con này dòng mít này 470 lít các bác nhé. Ăn 240 kW điện 1 năm. Rộng 650, sâu 683 và cao 1821. Con này nặng 1 tạ 1 kg. Rồi 81, ăn 200 kW điện trên 1 năm. Ăn cực kỳ ít điện các bác nhé. Một dòng tủ chạm 500 lít. Một dòng tủ là chạm 500 lít. Đấy các bác nhìn này, một chiếc tủ lạnh đẹp xuất sắc luôn. Đây thay đựng sữa chua này, trứng này, lấy nước làm đá rơi này. Ngăn này có thể tăng giảm nhiệt độ, tăng giảm kích thước các bác nhé. Đấy, Mitsubishi, lồi đồng cối đá đẹp xuất sắc. Đây em đã test đá rơi cho các bác đây rồi. Đấy, ngăn đông mềm. Mitsubishi này đặc trưng ngăn đông mềm các bác nhé. Đây ngăn đông chính này, ngăn rau củ quả này. Nội thất thì đủ đồ. Màu này thì các bác phối thoải mái so với tủ bếp nhà mình. Đây em quay tất cả thành vách cho các bác. Chiếc tủ rất là đẹp và mới. Nếu bác nào có quan tâm đến chiếc tủ lạnh mà mặt phẳng đét, nhìn thiết kế sang trọng như mít này thì nhấc máy alo cho em 0914300368. Shop nhà em có địa chỉ tại Khói Châu, Nghi An. Bác nào gần có thể qua trực tiếp xem các mẫu tủ nha em. Bác nào xa thì có thể đặt cọc 200 đến 500, em sẽ gửi vào tận nơi cho các bác hoặc chuyển vận chuyển tận nhà các bác. Thì dòng sản phẩm này, tủ lạnh này, tất cả các sản phẩm nhà em đều báo giá công khai, không mập mờ. Bác nào mua được là mua, gọi alo mua thôi chứ không phải mặc cả lên xuống nha các bác nhé, để tránh làm mất thời gian của hai bên. Thì tiêu chí sản phẩm này nhà em đang bán là 16 triệu các bác nhé. 16 triệu bao gồm nguồn bảo hành 2 năm. Giá bây giờ thời điểm này thì các bác mua thì cực kỳ ok các bác nhé. Nên không phải lăn tăn gì nữa, một chiếc tủ cực kỳ như mới. Đây là chiếc tủ hương. Đây em đóng gửi cho các bác tiếp trận Bắc Cạn này. Đây, một chiếc tủ gương. Đây, cũng rất tin tưởng shop nhà em. Đã đặt cọc và em đóng 3 lớp, 4 lớp các bác nhé, để gửi xe cho các bác ấy. Thì bác nào quan tâm sản phẩm thì nhấc máy alo cho em. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ các bác nhé. Nhà em có địa chỉ tất cả các đồ gia dụng của Nhật Bản, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, ghế massage, máy lọc nước, ion kiềm, rất là nhiều các sản phẩm. Bác nào thì nếu cần sản phẩm gì inbox Zalo cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video.